Leon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Anh, thôi đi, tụi con đừng có ráng nữa, ông quên thiệt rồi. Là sao cô? Cái thằng Bình với con An á, hai đứa tụi bay thiệt là vô tâm. Tụi bay có biết á, là lúc đầu khi mà ba tụi con tâm sự với cô là ông bị bệnh, là cô đã lo rồi. Mỗi ngày cô qua đây đặng mà cô ráng cô nhắc ông để ông nhớ lại. Nhưng mà cô không có nghĩ là bây giờ ông quên luôn tụi bay, là bởi vì cái sự vô tâm của tụi bay. Tụi bay không có để ý quan tâm gì đến cha tụi bay hết trơn hết trọi á. Quá là vô tâm đi, bây giờ ông quên tụi bay là đúng rồi. Vậy là Tía quên con thiệt hả Tía? Tía ơi, Tía ơi, con là Bình, con của Tía nè. Tía ơi, con là con An nè Tía. Hồi xưa Tía bế con ở đỏ hỏng á. Tía, con Hạnh nè Tía. Tía ơi, không biết có nhiều khi cuộc sống bộn bề, con bỏ quên Tía. Nhưng mà Tía đừng có quên tụi con mà Tía. Tía nhớ không, hồi xưa cái đầu con ghẻ không, Tía hay để đầu vậy nè, cái lột ghẻ cho con á Tía, Tía nhớ không Tía? Tía, con là Bình, con của Tía nè. Tôi nói cho cô cậu nghe vậy nè, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, không có chuyện gì cũng đi về nhà. Ở ngoài kia dù có phong ba bão táp, hay dù có chao đảo, cứ về nhà, gia đình nuôi hết. Mẹ đi chợ Xuân hả? Đâu hả? Có bây giờ mày đi mày cũng phải ghé chỗ mày tính tiền chứ, mày ghé mày sấn ở trong nhà tao luôn hả? Đâu có đâu, ta định đi qua đây thăm hỏi mày với lại Tía của mày á. Thăm hỏi cái gì? Từ nãy tới giờ lấy cái gì? Đây lấy gì đâu? Lấy cái gì đổ ra. Tao có lấy cái gì đâu. Đứng yên đó. Bị gì? Bị dính đàm không, cái hồng cái này hơn. Là phong cách. Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Đảo xuân! Thôi, không cách gì nữa. Ta-da! Tại vì tao qua tao thấy có nhiều cái hay ho mà gia đình tao chưa có, thì tao lấy đem về thôi, có cái gì đâu. Được rồi, để tôi kêu người có trách nhiệm quản lý khu vườn này ra giải quyết đứa này. Tao nó nghe nè, hay là bây giờ... ơi! Gì vậy? Nghe cái nhạc đâu lại biết Tía xuất hiện liền không? Một vùng trời bao la bát ngát quê hương. Yeah! Tôi là tôi Tết nha, gì cũng có hết nha, thời đại hơi mệt nha, nhưng không bề bết nha, lúc nào cũng vui hết nha, ăn Tết vui vẻ nè. Oh yeah yeah yeah, oh yeah yeah, oh yeah yeah yeah, chắc cả đào một nồi yeah. Giao già, giao già. Mày làm gì vậy? Mày làm tao tuột mút rừng à? Con bị ám ảnh, nguyên một năm nay đâu có làm cái gì đâu, nên đè mấy con chó trong nhà ra bắt ve, rồi giờ Tía ra đây Tía ve tới ve luôn nữa, con sợ. Qua đây biểu, qua đây biểu. Năm nay tao nói dịch bệnh nó hoành hành, không ai làm gì được. Mày có ve mày bắt là đỡ lắm rồi nghe con. Nhưng mà con thắc mắc cái chuyện này nè, tự nhiên đâu bên nay Tía ăn bận kỳ cục gì? Này của mày đó. Sao tự nhiên lấy đồ của Mạc? Thích. Nè, ha, Tía phong cách ghê không? Rồi, Tía trẻ, Tía lạc quan, Tía cập nhật xu hướng. Nhưng mà bây giờ Tía ra đây Tía giải quyết vụ này giùm con đi. Con nhỏ này nè. Dạ, chào chú Tư. Con nào vậy? Con Phúc kế bên nhà mà ngày nào cũng qua quậy hết trơn mà sao Tía không nhớ? Phúc nào?
phúc con của má Xuân á. Tại mày á, mày vô con quỷ như ma như yêu nên tí tao không có nhớ mày là vậy đó. Chửi người ta dữ dội vậy, bậy tầm bạ. Đừng có chửi như ma như quỷ. Dạ. Nó không ra con gì hết á. Đáng đời, đáng đời. Ê nè, chú Tư ơi, qua thăm chú Tư, chú Tư khỏe không? Không, chú Tư. Mày đi đâu ngoài kia? Tôi lấy một đống đồ của gia đình mình nè tía. Ôi ghê không? Ê. Dạ chú Tư. Cái gì chứ cái này là không được nghe con. Dù có hàng xóm láng giềng tao không binh mày được. Mày biết đây là thành quả lao động của tao. Trong cái thời gian mà dịch đồ này nọ không có làm gì được, chú mới kẹt cải tạo cái mảnh vườn của chú. Tự tay chú trồng những cái này, không phân không thuốc gì hết. Muốn ăn thì phải xin chứ, sao đi qua ăn trộm vậy? Con định xin rồi chứ bộ. Nhưng mà tại vì con thấy chú Tư đang ngủ, cái con sợ làm phiền chú Tư nên con tiện tay con lấy về trước có gì. Câm cái miệng. Bây giờ phải kiểm tra nó lấy cái gì nè tía. Cau nè, dưa nè, đủ nè, rồi khẩu trang. Ê nói nghe nè. Dạ. Xong cầu dừa đủ xài mà không lấy, mày lấy cầu dừa đủ khẩu trang là sao? Không phải, tại vì con chỉ định lấy mấy cái món kia thôi. Xong cái con thấy hả, là chú Tư là bình thường là hay may khẩu trang bán cho bà con lối xóm nè. Nói chuyện bán là bậy nha, tao may tao cho đó. Thì đó, thì giờ nếu cho thì con lấy luôn, coi như cho con đi. Nít. Ê cái năm nay là bộ mày đeo khẩu trang chưa đủ hả? Còn cầu cho sang năm mày đeo khẩu trang nữa. Điên. Bây giờ tính sao tía? Thôi bây giờ dù gì cũng chỗ hàng xóm láng giềng, tính tiền cho nó rồi nó đi về. Ủa? Giờ có tính đúng không? Được rồi để con tính. Ủa nhưng mà hàng xóm láng giềng là không có tha thứ hả chú Tô? Không tha rồi. Ủa làm cái gì vậy? Rà giá trong siêu thị nó cũng hay rà. Má ơi má, cái này là cái máy đo thân nhiệt độ. Tao ước lệ được không? Hay ước lệ quá thôi, vậy này mày đo tao đi. Trời ơi án mẹ. Nó không còn độ nào để nói đó. Đo nó xong là vô giá trị luôn á tía. Mày rồi ngồi yên đó ra tao rà mấy cái này nè. Ôi. Gì vậy? Kiếm cái mã vạch. Ủa mã vạch đâu ra kiếm trời. Mày khùng quá mẹ ơi. Muốn có mã vạch chạy ra ngoài ngay chỗ nhà thuốc á, mua cái đồ cái que cái gì đó về rồi thử đi, xong rồi mới có mã vạch. Sao được kêu không được. Ủa không được hả? Cái này là cái vạch khác. Mà cái này đâu có đâu, cái này trái cây vườn nhà mày mà. Bây giờ cái mã vạch này là nó tùy hỷ gia chủ, thích là cho mắt rồi cho buồn là cho mắt hơn được không? Im đó, để tao ra nè. Tít 50. Tít 80. Trời, trái dừa bán con 80 của chú Tô. Trăm. Thôi con ơi, làm gì làm, cũng chỗ hàng xóm láng giềng, tích cái đu đủ không mày tin trăm. Dạ. Người ta nói mình hàng xóm ăn ở không có đức, tin mão 10 triệu đi. Dạ tích. Chú Tư. Trời ơi, con tính cái này con cảm giác là hai tía con mình không phải là nhân vật chính diện, nó thấy rất là phản diện luôn á tía. Bây giờ chú nói cho mày nghe, nhấn mạnh lại với mày, nếu mày xin chú sẵn sàng cho không. Đúng rồi. Ăn cắp là tính tới bến. Chú Tư, bây giờ thì giờ năm nay con có lỡ ăn cắp nhiều thì giờ cho con xin lỗi, có gì con hứa năm sau con ăn cắp ít lại. Con tán một cái trình để tao tính cho. Thấy không khó không? Trời ơi, chú Tư không khó ai khó. Tại biết làm sao không? Mấy ngày nay á tía của tôi tới ngày. Ê, tao tới ngày gì mày? Tới ngày dọn dẹp nhà cửa để đón Tết đó tía. Nói cho đủ chữ nha. Thì từ từ con chưa nói tới rồi chú chỉ sấn vô trong miệng con rồi. Tới ngày dọn dẹp nên là bây giờ ông mệt quá ông hay cọc đúng không? Bây giờ là làm cái gì cho ông vui được ông ta cho? Thiệt không? Ừ, cần giải trí, bây giờ xã hội giờ cần giải trí. Đúng rồi. Dạ, chú Tư ơi, nhân dịp Tết đến xuân về, sang năm mới con có một tiết mục nho nhỏ muốn gửi tặng cho chú Tư. Ê, mày hay á, biết tía thích vui mà tao thấy cái này thì vui nè. Sao tía? Sao hai đứa hai đôi dép giống nhau vậy? Cái con này nó qua bên nhà mình nó ăn cắp đồ kia, mình nó ăn cắp luôn đôi dép của con á tía. Mày đổi liền cho tao. Thôi, tao mang quen hơi chân rồi, không có đổi được. Trời ơi. Không phải cái chân này bên đây. Bên đây đưa cái, mày đưa cái chiếc kia qua chiếc cho tao. Mày màu xanh mà, tao là màu đỏ. Đỏ. Không đứng lại, đứng lại. Tao phân ra luôn đó. Lấm. Mày màu gì? Dạ màu xanh. Bậy. Ờ đúng rồi. Da con mình lúc nào cũng là màu nóng. Tại mày hết. Mang vô. Dạ. Rồi làm cái gì cho tao vui coi. Làm đi. Không vui là 10 triệu nha mày. Dạ 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 dạ. Thì giờ con làm thì là vui lắm luôn á. Nhưng mà không biết là mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn chưa. Chứ con sợ là mọi người cười hơi nhiều á. Cười đi cười cho tao. Bây
Bây giờ con xin phép làm gái Nhật đó. Nè ta nè ra nè xa nè hê ê ê ê ê ê ê. Sao mà mắc cười vậy? Hàng xóm mình có cái loại này hả? Con không biết là ai thỉnh nó về, con sợ quá. Sao kỳ quá. Vui vui, cái Nhật đó. Này ta đi ra nè hề. Tao bắn mà liêm lần thứ hai nữa mà tin không? Đây nghe nè. Dạ chú Tư. Ê chữ vậy hả? Có ba mày nói như kỳ vậy trời. Sao mày nói là tao làm này vô ba mày cười nhiều, ba mày than thố. Mày kêu chú Tư lấy tinh thần nha chú Tư. Bắt đầu cái miệng tao đã cười rồi. Bắt đầu cái tới hồi mày làm cái miệng tao nó túm lại như cái túi rút vậy. Trời, cái này ở trên mạng á, cái đó là trend. Ghé nhờ. Ô Tía ơi, bây giờ Tía thà cho nó đi, cho nó về đi. Thà cho mày đó, đi về đi. Quá à. Dạ. Đầu lắm. Vậy à, chú Tư cho con xin lỗi. Xin lỗi nha. Ê. Ngày ta nghỉ sao rồi. Chiếc dép này cho tao. Nó trả mất luôn chiếc dép rồi tía. Lát hồi xuống ao lấy. Thiệt tình luôn á. Bây giờ tao không hiểu. Cái đám trẻ tụi bay sống theo gì ba cái gì đen trang gì đó. Đám trẻ bây giờ thiệt hết biết. Biết chứ biết làm sao không? Tại vì khoảng thời gian trước đây á là tụi nó tung tẩy tự do. Đụng cái có khoảng thời gian phải ở nhà không, không đi đâu hết. Nên bắt buộc là nó bị trầm cảm đó. Trầm cảm thì mình làm cái gì á cho nó có ích. Dạ. Chứ còn đâu mà đi làm tầm bậy tầm bạ. Đúng với giới trẻ tụi bay thì tao không ưa cái giới trẻ. Tía. Giờ tía nói gì nói, mình sao cũng được. Tía đừng có đụng tới giới trẻ nha. Sao ạ? Nó lập cái nhóm nó anti tía đó. Tao có ti nó đâu mà để nó ăn. Ui dồi mãi. Ý của con là lập cái group anti tấn công phản pháo mình. Mình làm cái gì cũng không chịu hết trơn á. Anti fan á hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, tía có coi trên mạng. À. Sợ nó ném đá hả? Đúng rồi. Ờ ha. Nó ném cửa cục sạn là tao tiêu rồi. Manh động lắm đó. Tao không đụng tới giới trẻ nhưng mà tía đụng này. Đụng gì tía? Tía có thể không đụng tới cái con bà Xuân. Dạ. Nhưng tía đụng bà Xuân được không ta? Tao chỉ có đụng má. Không, tại bà già, bà đâu trẻ. Là kiếm chuyện với bà hả? Ừ. Hai mẹ con qua kiếm chuyện mình hoài mà. Thì bây giờ mình phải kiếm chuyện lợi chứ. Thôi phiền lắm. Sợ phiền thôi kiếm chuyện với mày. Con có gì mà kiếm chuyện với con? Mày nghe cái mùi gì khét khét không? Ôi trời chết rồi. Trời cái nồi cá kho. Trời nồi cá kho chết rồi. Phải nó dập cửa dập. Cái gì vậy? Nó khét tới nơi rồi tía ơi. Tía đã nói với con rồi. Thời buổi này là sống chậm lại. Dạ. Không có gì nôn nóng hết á. Bây giờ á con nghe lời tía. Con lấy cây rổ xong rồi con lội xuống mương. Con bắt cá, con vô con kho lợi nồi khác. Trời ơi, sống chậm cho đó là khét nguyên cái nhà luôn á tía. Thôi, để con sống chậm theo cách của con nha. Cá ơi, chậm khét lại cá ơi. Cá ơi, chậm khét lại mấy em ơi. Chậm quá rồi đó. Rồi. Mệt thiệt. Cái đám quỷ nào vậy? Sao chó không sủa tụi nó? Sao? Đứa nào ăn hiếp con của má hả? Hả? Đứa nào ăn hiếp con tôi vậy? Có tin là tôi đi đường quyền vô mặt không? Hả? Tại sao vậy hả? Bà làm gì? Bà có tiền không? Bà có mấy cuốn sổ đỏ không? Bà đi đường quyền. Nói cho ông biết nghe, cục vàng nào của tôi á, cục nào cục nấy nó bự như cái trái xoài ở trên cây nhà ông cái kìa. Đừng có thách đố tôi. Ai làm gì mày mà mày về mày mét má mày? Thằng Hạnh á! Thằng Hạnh ăn hiếp con! Đứa nào mới vừa nhắc tên tao nữa, tao mới vô tao lo cái nồi cá kho rồi mày không đâu trời. Sao để con gì? Gì? Ê mày, à? Mày biết tao là ai không? Sao? Tao là con gái, mày ngồi mày đánh tao đi. À,
tại vì con thấy nó rất là đàn ông, con tưởng đâu là đàn ông phải lứa với nhau. Mày tao nói cho mày biết nha, cha mày á còn không có dám đụng tao nữa mà tại sao mà mày dám như vậy với con gái tao? Ông nói đi, tại sao lại như vậy hả? Con không làm được nè. Chết, tôi là Trai Việt đó. Trai Việt thì sao hả? Trai Việt thì sao? Ê tía, có tụi tía ơi, tía ơi, không được làm vậy. Trời má, má mất lâu rồi chứ làm gì là má quở đó. Ờ quên. Em giờ sao, cha con ông dám ăn hiếp con gái tôi hả? Ăn hiếp cái gì? Nó qua ở bên này á, nó quậy tùm lum tùm la ở bên này. Nó lấy đồ nó bắn con đùn đùn. Con bị đau. Bây giờ nè, tôi nói cho anh biết, bây giờ không còn là chuyện của con nít nữa nghe, mà là chuyện của người lớn luôn rồi nghe. Thôi được rồi, bây giờ vậy nè, bà muốn làm lớn chuyện theo kiểu người lớn chứ gì? Đúng rồi. Tôi nói cho bà nghe ngang, gia đình tôi ba đời bị sỏi thận. Ba đời bị sỏi thận. Ủa tía, cái đó đâu có gì tự hào đâu khen. Mày hay quá ha. Mày nhảy vô họng tao, mày ngồi luôn đi. Tuy nhiên cái bệnh của mình khoe ra cho người ta làm chi vậy? Mày nín đi. Gia đình tôi hân hạnh nói lại một lần nữa, ba đời bị sỏi thận. Nó có đâu có gì phải khoe luôn á, nó rất là kỳ. Cho nên tôi nhìn người tôi biết bà đang bị sỏi thận. Nên con người bà nó mới tích nước. Nói quịch tẹt là mập luôn đi. Sao xạo mày tích nghỉ. Người ta né, người ta không nói mập rồi mà. Mập thiệt. Đúng rồi, với lại cô Xuân ở trong cái xóm này mà cô Xuân không biết, mọi người ở đây đặt cho cô một cái biệt danh rất ư là dễ thương. Gì vậy? Nữ hoàng tinh bột. Mẹ, mẹ ăn uống sao mà để sớm ăn đó, mẹ là nữ hoàng tinh bột. Mà đúng. Thôi trời ơi, gối mày là con tao đó. Không phải, thì ý là nói là mẹ chẳng những trữ nước ở trong người mà còn có thêm tinh bột nữa. Trời ơi. Ủa cô ơi, ở nhà mình dạy con là lên gối vậy không hả cô? Nín đi, tội tôi tức quá. Nè, nghĩ sao mà hai người đàn ông như mấy người mà ăn hiếp hai mẹ con tôi chân yếu thấy mềm, hiền lành lạc hậu vậy hả? Có cái bập bên cha con tôi ngồi đầu, một mình bà thôi bà ngồi lên, hai cha con tôi lên đột nhiên. Ở đâu ra mà chân yếu tay mềm? Tôi nói cho ông biết, bây giờ nè, tôi quyết định chơi khô máu với ông nè. Đây nè, chơi tới tủy tôi cũng chơi với bà. Đúng rồi đó tía. Chơi luôn. Chơi luôn. Quyết định tôi chơi bà đó. Ôi sao tôi sợ. Mình rút mấy cái ống quyển nè, mình quất hai mẹ con bên kia tía. Mình lấy thích mình đèn người đi má. Khỏi luôn, đứng đây thôi phun tinh bột vô cái bản mặt đó. Phun đi. Có, cái cha con tôi có. Bên kia hai mẹ con là phun tinh bột, bên đây hai cha con người ta phun cái tinh túy ra ngoài. Cha nói chuyện kỳ bí à. Cha già thôi dép tổ ông hồng. Nói chuyện hàm hồ, nói chuyện hàm ý. Ta không hiểu sợ. Ý con tôi nói bà không hiểu à. Bây giờ đó, mình đừng có dùng tay chân để giải quyết công chuyện với nhau nha. Đúng. Dùng những cái trí não nè để mình đấu với nhau nó mới hay. Nếu vậy thì tôi khuyên ông trước nè, ông về ông dạy lại con ông đi. Ông bà mình nói sao? Uống cây từ lúc còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành mới để đức cho con. Đúng rồi. Con dạy thì cái mang, mà mũi dạy là lái chịu đòn á. Con hư là tại mẹ, cháu hư là tại bà. Diễu điều phụ lấy giác gương, người trong một nước phải thương giác gương. Cá không ăn muối cá ương, con cả cha mẹ chăm đường cá ương. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn Thái Sơn. Một lòng thờ mẹ Thái Sơn cho tròn chữ hiếu mới là Thái Sơn. Nên. Nó dễ thương. Nên. Tôi bợp bà luôn à. Ai bày hai tụi bay vậy hả? Trên mạng á đi. Đọc tục ngữ, đọc ca dao mà đọc tầm bạ vậy đó hả? Cái đó là ông bà mình tích tụ bao nhiêu ngàn năm rồi. Tại nó vui, nó chế vậy thôi à. Vui ghê. Thật là đúng rồi, chí phải. Thì cha của mày nói đúng. Nè. Vì do tụi bay như vậy á, thành ra là tao tụt bút. Bây giờ tao quyết định là tao chửi tụi bay đó. Tao không có chửi ông nữa. Mày để cho tao nói chuyện với cha tư già này. Mày đi về đi, cái con Nhật bổn kia. Má dám đuổi gái Nhật hả? Cái Nhật hả? Ngày ta nghỉ sao rồi? Trời ơi! Đổi đồ.
Cái con này không phải con người đẻ ra nó đâu á tía. Ta tát cho mặt mày á. Sao mà nó kỳ lắm. Kỳ sao? Nó rất là kỳ luôn á. Thôi, tại sao mày nói đụng chạm tới cô vậy? Tía. Ngồi đi. Dạ. Ngồi chưa? Dạ rồi. Đứng lên. Ủa? Đứng lên. Đi rồi. Ủa sao vậy tía? Con đang ở đây. Ủa, con bây giờ đang ta đã nói rồi, chuyện này bây giờ đụng tới người lớn rồi, không cần con nít nữa. Đi vô đi. Nhưng mà đúng con à. Vô là tía còn con mình này là bà xử tía đó. Yên tâm đi, văn chương tao đầy mà. Đi vô. Tuyệt tình luôn á, tự nhiên cái bị chửi à. Trong khi là nãy giờ đang rất là bên vực tía luôn á. Rõ ràng là vậy luôn. Mày nhảy. Đi vô luôn. Có ngoan hiền mà nhảy. Đi vô luôn. Bực bội. Tôi nói cho bà nghe nè. Gì? Nói cái gì? Ngồi đi. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá à. Cho tụi nó đi đi rồi mình mới nói chuyện được thoải mái được. Nhưng mà sao mình không công khai đi? Công khai sao được? Trước giờ xóm giềng á, ai cũng nghĩ tôi bà như chó với mèo. Mà tự nhiên giờ nói vậy chỗ người ta cười chết. Tôi nói thiệt nha, trong cái thời gian vừa qua cách ly rồi bế quan tỏa cảnh, tôi chỉ có đi ra nhà tôi rồi ra tới cái sân này, xong tôi nhìn ông, nhà tôi có cái chuyện gì xảy ra tôi cũng ra tôi nhờ, tôi cậy ông, thì tôi mới phát hiện ra một điều rồi. Ông quá đáng yêu, ông đáng yêu mà ông ngọt ngào vô cùng luôn á, thiệt á. À. Trời ơi, mình phát hiện ra nhau trễ tràng quá, hiểu không? Phải chi mà mình sống chậm lại một chút ha. Mình đừng có bị gấp gáp quá thì mình đã tìm ra nhau sớm hơn. Chứ để bây giờ thì... Thôi cũng đâu có muộn đâu mà. Nói nghe nè, này nấu cho ông nè, ăn đi. Chứ để thằng con ông nó ra đó, rồi có nước mà đổ cho heo ăn á. Ê! Con mang cái ấm trà này ra, chứ rót vô cho uống vô cho thấm giọng, chửi bà té tát cho con. Để đi đi. Con tỉa nhà. Khỏi cần luôn đi. Mày để đi đi để tao nói chuyện trà nước gì. Đi vô đi. Giải quyết triệt để cho con. Chứ con tức con. Bà là vừa vừa thôi nha. Ông cũng vừa vừa thôi. Bà đó. Tôi nói ông á. Tôi nói bà đó. Ngày tàn của ông sắp tới. Tôi nói bà là nó vô rồi đó. À. Rồi sao? Tôi cũng có quà cho bà. Nè. Trời ơi, nó không có thích uống trà. Đã không cho nó bỏ trà vô là có lý do mà. Đừng có nói cầu hôn tôi nghe. Cái khẩu trang á, tôi tự mua cồn về tôi kết vô á. Em nói nghe nè, nó đẹp thiệt á nha. Nhưng mà biết sao cái dịch nó xảy ra đó, đeo mà nó ngán ngược luôn. Trời ơi, nhìn cái khẩu trang bây giờ chán chường. Tôi nói cho bà nghe, dịch bệnh mặc dù mình kiểm soát được rồi, nhưng mà mình cũng phải giữ sức khỏe cho mình vừa giữ sức khỏe cho cộng đồng nữa. Với lại cái này á, là tấm lòng của tôi mai tôi cho người ta khẩu trang biết bao nhiêu, tôi chưa đưa bà được cái nào. Mà có đẹp không nè? Tôi nói cho bà nghe, bình thường bà đẹp một, bà đeo cái khẩu trang này vô bà đẹp mười luôn á. Má ơi, má. Cái gì vậy? Má ơi, con chạy ù về nhà xong cái con mới sực nhớ con chưa có nói với má. Má nói chuyện chú Tư á, má nhớ phải bịt khẩu trang vô, biết sao không? Chú Tư mở miệng ra hay là pháo nổ dữ lắm luôn á. Gì vậy má? Ai xỏ gì vô mũi má vậy? Má quá thân thành con trâu hả? À cái khẩu trang á hả? Có đẹp không? Không đẹp nha, này có bi thiệt không đẹp. Không nhiều á. Bình thường má của con đẹp, ví dụ là 10 điểm đi, thì giờ má đeo cái này vô má còn có 1 điểm mà. Bây tụi bà. Ê bà, sao tự nhiên la con tôi vậy? Mắc cười, thiệt là mắc cười quá. Thằng Hạnh đâu? Có con. Ra biểu. Đứa lộn đó đúng không? Không, mày vô, mày chết mày gì với tao. Mày? Hả? Ê, ta, nè. Dạ. Nè, qua đây. Dạ. Gần Tết nhất rồi, chửi lộn hoài. Tao với bà chửi này rồi, quá trời rồi. Quá trời. Bây giờ nha nè. Dạ. Chạy lên chợ mua cho tía chậu bông cúc đi. Ủa gì vậy? Tự nhiên đang chửi lộn ngon lành gì chậu bông cúc, nhà mình quá cho bông rồi nè tía. Đây là bông cúc mầm xôi, mày mua bông cúc dạng thỏ đó. Dạng thỏ đi. Dạng thỏ đi. Còn con hả? Đi kiếm một cái chậu lan về cho má. Thôi, năm nay con là gái Nhật rồi, hay là bây giờ là mình mua hoa đào Osaka đi má. Trời, sao mà mày quá thông minh vậy con gái. Bây giờ vậy, hai đứa con đi qua Nhật đi. Trời, mua dạ. Bắt vé máy bay, mua cho má một chùm đào Osaka về đây đi. Một chùm đào Osaka nhanh thôi mà, cách ly có 15 ngày chứ mấy, đúng không? Dạ. Đi, con mua nó đâu? Tao
luôn. Tao ưa mày chắc à? Chắc ưa rồi. Mày đánh tao đi, tao làm gái. Bây giờ đi sao nè? Rồi bây giờ đi sao mày tính mua vé máy bay không? Mua vé máy bay đi. Mua bay này cái tiền quá bà bảy. Tiền quá bà bảy bán vé số bán vé máy bay luôn đúng không? Ê mà cách ly 14 ngày sợ quá. Không sao đâu, lẹ lắm, nó chưa 2 tuần lẹ lắm. Vậy hả? Ê vậy thôi, về nhà tao lấy visa đi. Ok ok ok. Để ngán nằm đi ba ba giảm giá vé nha không? Ồ ồ ồ. Ê, nói nghe nè. Bây giờ mình bán cái mạng mình mua được cái mạng cho tụi nó xài không? Chứ tụi nó xài mạng quá, tụi nó hư người hết rồi đó. Nghĩ sao đi ra mà tư tập quá, mua vé máy bay đi qua Nhật. Lễ tụi nó thiệt chứ. Thôi thì mình cũng giải quyết được mấy sách nhỏ nó đi cũng khá lâu. Tôi cam đoan với anh nó đi 18 cái tiệm tạp quá ở toàn cái tỉnh này của mình, nó cũng không bao giờ nó có được cái vé đi Nhật. Bây giờ mình ngồi nói chuyện nè. Đầu tiên á, tôi muốn kiểm tra trí nhớ của anh chút xíu. Kiểm tra chi? Lo quá. Tôi đâu bị gì đâu trời. Thì giờ người ta hỏi tới đâu trả lời tới đó đi, mất cười quá. Thế trời thì hỏi đi. Này để làm gì vậy? Này chén. Để uống nước. Tôi thích uống bằng cái chén. Mày mắc mớ gì tự nhiên cái bình để đây mà không để trong đây? Hồi nãy để cái khẩu trang trong này, bây giờ thích là để vô thôi. Cưng quá à. Cái cây bông mà đứng kế bên đó là bông gì à? Cái này à? Ừ. Tôi chăm sóc mà tôi không biết sao được. Cây mai. Xuân về mai nở. Tư hưởng. Hồi đó có thích xuân không vợ? Hồi đó không thích gì mấy. Nhưng mới thích chừng nửa năm nay. Trời ơi, yên tâm rồi. Giờ hỏi nè, có nhớ thằng Bình với con An không? Bình Thủy thì tôi nhớ. Còn Bình An là ai? Thằng Bình con An, hai đứa con lớn của ông đó. Không lẽ mấy năm nay nó không về thăm ông rồi ông quên luôn tụi nó rồi sao? Bà thiệt tình. Bà muốn có con với tôi cho nên bà đặt tên con sớm vậy hả? Trời ơi, bây giờ con của ông không nhớ nữa, rồi làm sao đây hả trời? Trời, bà ngộ thiệt. Mà có khi nào ông quên tôi luôn không? Không, bà sao tôi quên được cái bên. Ôi, Tư ơi, Tư đừng làm cho tôi sợ, Tư ơi. Nói nghe nè, tôi có một đứa tên là Bình, một đứa tên là An. Còn tôi với Tư á, nếu mà có tới với nhau được á, thì mình không có con nữa đâu. Nói cho bà vui, coi như là tôi có hai đứa đó đi. Nhưng mà thiệt tình là tôi không chưa có đẻ nó ra, sao biết được. Cái này cây mai nè. Cái này là xuân nè. Xuân về mai nở nè. Từ Tết hưởng nè. Không lẽ giờ sau cái Tết này phải dụ ông lên Sài Gòn cho ông đi bác sĩ? Tôi nghiệp quá. Đừng, tôi bị gì vậy? Giỡn á. Không quá trời. Bà khóc vậy tôi mới biết bà. Ê. Không có lấy thịt đen người nha. Gia đình này thấy đụng vô cái gì cũng chọi chọi. Đụng vô cái gì cũng chọi chọi. Tôi chọc bà chơi thôi. Cha già mất đít. Chọc khéo hoài à. Không thử vậy á. Sao biết những giọt nước mắt của bà. Tại sao chó không sủa hai đứa này ta? Hai lần rồi, bà hỏi câu y chang tôi. Bây giờ làm sao? Ý trời ơi, có khi nào nó trốn cách ly về không? Rồi dính hết rồi, dính hết hai đứa, dính hết luôn rồi. Đi vậy này, tôi đeo cái khẩu trang của ông. Nó dính là nó dính bằng cái tia băng. Còn này nó không nói gì. Tè 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 tè. Cái là nó quay nó đi rồi. Chưa kịp nói gì mà. Không, nhưng mà phải điện cho Hạnh. Thôi nó nghe, bây giờ sao? Bà vô trong đi. Ngoài trong gì bây giờ đều chưa được. Để chừng nào xong đi rồi ấy. Em vô trong đi rồi anh với em tính. Kỳ quá à. Đã nói là để cưới đi rồi hãy tính gì tính. Bà điên hả?
dầu sâu lửa bỏng vậy? Bà vô trong đi để tôi tính chuyện hai cái đứa vừa rồi kìa. À, vậy là ông ở ngoài này phải không? Ừ, tôi vô. Trời, hết hồn, cha già nói ẩn ý không mà trời. Xin ơi, vô trong. Alo Hạnh hả con? Ừ, có đào cũng bỏ luôn, khỏi đi. Mua vé máy bay rồi, xe bỏ. Đi gì à, có chuyện, nghe. Ừ, chết thì chết. Báo cáo, tình hình ngoài sân không có ai cả. Báo cáo, tình hình ở gian giữa trống. Bây giờ mình có thể đột nhập vô không? Hành động ngay lúc này được rồi đó. Nhưng mà em tức quá, em bực bội. Nè, tại sao đây là nhà của mình? Mình đi về thì mình đường đường chính chính mình bước vô. Còn nếu mình muốn lén lút tạo bất ngờ, mình chờ trời tối xuống, mình đi vô cửa sau. Mày khờ khạo quá. Làm như vậy mới là lén lút đó. Cái địa điểm nguy hiểm nhất, đó lại là nơi an toàn nhất, hiểu chưa? Chưa. Trời ơi, bởi vậy mày... Nhưng mà cái vấn đề là nhà của mình. Mình về tới nhà thì mình đi vô nhà. Mắc gì mà mình phải lén lút mà chùm bịch. Trời ơi, mùa này là một cái mùa nóng nực. Cái tính mày lúc nào cũng bợp chợp hấp tấp. Bởi vậy thất bại rồi, đúng rồi. Nếu mà trước thành công không chịu về năm nay, thất bại về là sao? Bây giờ phải chùm mặt chùm mày lại. Người ta nhìn thấy là mình không có đội cái nón nữa, đội cái khác, ta cười như thúi mặt đó. Nè, anh đừng có nói hay như vậy. Sao mấy năm trước anh không về đi, rồi năm nay mắc gì anh về? Mấy năm qua làm ăn thành công, năm nay thất bại, cắm đầu về nhà. Bây giờ người ta khác. Trộm đạo hả mày? Tía con là tía. Nè, cô cậu đừng có xạo nha. Không có con cái nào mà rình rập nhà người ta như vậy hết. Muốn ăn trộm hả? Không phải. Không. Làm bậy á, tôi kêu công an bắt mấy người á. Đúng rồi. Tại vì con Bình. Cô An là tía Hạnh. Hạnh. Nói giùm tiếng coi. Con mời tiếng ngồi. Cái vụ này phải qua con trước rồi mà mới tới tay tía. Trời ơi. Đi qua đây. Sao cái... Thật ra là em biết mấy anh chị. Cái điều đó thì đương nhiên không cần phải chối cãi. Vấn đề là em biết anh chị nhưng mà tía không biết anh chị. Và cái vấn đề là em biết anh chị nhưng mà tía không biết anh chị. Là cuối cùng là biết cái gì? Tao không biết gì hết luôn á. Lý do tại sao tía không biết hai anh chị là bởi vì hai anh chị đi lâu quá không về. Tía có bị bệnh mất trí nhớ, bây giờ tía quên anh chị rồi. Cái gì vậy? Cái gì quánh quay vậy? Mẹ ở nhà mày chăm sóc tía làm sao? Mà mày để tía đi tía té tía đập đầu vô đá hay gì bây giờ mất trí nhớ? Bà đó, bà coi phim Hàn Quốc cho nhiều vô. Cái này là bệnh của tuổi già. Con nhỏ này hồ đồ nào cũng hồ đồ hết. Bây giờ phải nhờ nó nè, mày đánh nó hoài. Bây giờ em dẫn dắt làm sao cho tía nhớ hai anh chị cô bây giờ sao? Em chăm sóc cho tía nên em rất là hiểu ý tía. Bây giờ tía sẽ trắc nghiệm, kiểm tra, đưa ra những câu hỏi IQ. Trả lời được những câu hỏi đó thì sẽ là con của tía, đúng không tía? Cái này yên tâm, cái này mình mau giống tía mà. Với cái trình độ thông minh của anh em mình thì chuyện này là chuyện nhỏ. Nếu con tôi thì phải biết. Dạ. Bà cố nội tôi có một bầy trâu. Bầy trâu. Chia cho ông nội tôi nửa bầy trâu. Còn một nửa bầy trâu bà cố nội tôi chia cho hai người em của ông nội tôi. Đó là ông nội chú và ông nội chú sao. Mỗi người một nửa bầy trâu. Là được 1/4 đúng không? Ông nội chú sao tôi mới chia lại cho ông nội tôi một bầy. Rồi ông nội tôi mới chia cho cha tôi một bầy. 3/7 cha rồi. Tôi mới chia cho chú Tám nó một bầy, tôi nửa bầy. 9/2 Rồi chú Tám nó mới chia cho thằng cháu của tôi. Chú Tám với thằng cháu là chung một nhà. Hai bầy đó cộng lại chia cho mấy đứa chắc ở trong nhà. Rồi mấy đứa chắc ở trong nhà chia cho 18 đứa cháu nữa. Rồi bây giờ hỏi 18/2/7 rồi đó. Này búng cái là 18/2/7. Hỏi dòng họ tôi có bao nhiêu người? Vậy ôi tía chơi gì kỳ vậy tía? Nãy như đưa ra nãy làm tính rồi. Tính quá trời râm. Cuối cùng là cái gì chết quốc vậy? Thịt. Câu này Thôi Câu này thua. Tía làm khó tụi con quá tía ơi. Chắc là do là trí nhớ của tía đang có vấn đề. Nên là những câu hỏi nó hơi trục trặc một chút xíu. Nên thôi em sẽ đưa ra một phạm trù khác cho dễ chứng minh hơn.
phạm trù luôn. Thì đứa nào dễ dễ cho chị nha. À, Tí ơi, bây giờ chúng ta không có đố IQ nữa mà mình sẽ bắt đầu mình chuyển sang mình đố về kỹ năng. Tí là Tí thích rap đúng không? Ừ. Đó, Tí mê rap. Cho nên là bây giờ hai anh chị phải thể hiện cái dòng máu rapper ngay tại cái chỗ này. Trời ơi, cái gì? Cái đó là quá dễ em. Chị nè, một fan trung thành của rap. Rồi, chị coi rap Việt á. Chị mê Superboy nha em. Rap name của chị là Sukana. Trời ơi, dữ. Tôi là, tôi khoái ca rít nè. Rap name là gì? Rap name của tôi là karaoke. Dữ luôn, dữ luôn. Karaoke nha. Tía, Tía mê rap vậy đó là Tía có rap name không? Đội nón luôn đó. Tía đội nón vàng hả Tía? Khi nào tụi bay hát là tao quăng. Quăng nón rồi. Nhưng mà con chưa biết rap name của Tía. Tía mê ai Tía? À, tao mê Đen Vâu. Đen Vâu. Rap name của tôi là Đen Thui. Trời ơi. Sao đặt cái rap name gì mà không thấy có tiền đồ luôn á nha. Kệ người ta, miễn sao người ta làm được thôi. Tía, 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 giờ ví dụ mà con thích Binzy á, thì con lấy rap name gì Tía? Mày lấy Bình con O đi. Ngon luôn. Ngon luôn mày. Trời ơi, nghe là thấy năng lượng tràn trề trong người luôn. Được, được Tía. Người ta đi rap của mày rồi. Trời. Người ta đi rap của mày đi ó thôi. Ó. Ok, ó. Và bây giờ rapper Bình con O xin giới thiệu một màn trình diễn rap. Yeah. 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 Karaoke à. Yeah. Say yeah. 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 Are you ready? Karaoke ready. Sukana, yeah, yeah. Yeah. Tôi là Tư Tết, yeah. Gì cũng có hết, yeah. Thời đại hơi mệt, yeah. Nhưng không bê bết, yeah. Yeah, yeah, yeah. Vô, vô, vô. Yeah. Yeah, thôi, yeah ra, yeah. Ủa sao không quăng nón mà quăng vest? Tao biểu hiện sự không đồng ý với tụi bay à. Tại sao? Tao nói tụi bay nghe nha. Người ta đã suy nghĩ ra, nát óc, người ta mới viết ra được những cái lời đó. Tụi bay muốn hát, tụi bay phải hỏi tao chứ. Đúng rồi. Tụi bay phải có biết cái quyền mà tác quyền không? Trời Tía ơi, Tía còn với nhau không mà tác quyền dạ, cái gì? Tía còn thì Tía còn chứ, tác quyền là tác quyền. Vậy chứ bây giờ tao hỏi mày nè, bạn bè với nhau có quyền hát. Vậy người nào cũng lấy cái bài người ta hát hết rồi sao? Cũng đúng. Đâu có được, hát riêng đi. Nè, công nhận luôn hát rồi, bắt trước. Còn nếu hát của tao phải trả tác quyền. Đúng rồi, cái bài này Tía thức ngày thức đêm Tía viết ra đó. Đúng rồi, giờ chị đâu có bài nào riêng đâu. Tao còn mệt mỏi hơn tụi bay á. Mua trái cây, cân đại trái cây đi, đi cho nó về cho rồi đi. Mệt rồi, không nhận luôn rồi. Ráp thôi, trời chứng minh sao mà không công học chứ Tía không nhận luôn á. Không, ráp hồi nãy thì ráp đó, thì ráp. Nhưng mà Tía không chịu thì em bó tài. Tía còn tôi nói là tôi không có mấy người con như mấy cô mấy cậu mà mệt quá. Hơi ấm bàn tay rồi đó. Năn nỉ giùm coi Hạnh. Nãy giờ nhìn anh chị bị Tía hành em thấy cũng tội nghiệp lắm luôn á. Nhưng mà tại vì em phải theo kế hoạch của Tía. Là sao? Thấy mặt Tía tỉnh bờ không? Thì Tía tỉnh mà. Trời ơi, Tía là diễn là số 1 luôn. Trong xóm mà diễn là không ai diễn qua Tía đâu. Nãy Tía lâu em vô trong cái nói thôi giờ nè. Đó anh chị về rồi thôi giả bộ quên hai anh chị đi để anh chị sợ. Mai mốt không có dám đi lâu gì nữa. Trời ơi. Nãy giờ diễn hả? Trời ơi, người diễn hả? Giống như diễn viên vậy trời, không còn Tía tỉnh bơ luôn. Em là trong kế hoạch mà em còn không biết rồi. Đưa ra những con đố mà em hết hồn luôn á. Hết tỏ Tía luôn á chặt. Trời ơi, tưởng Tía quên thiệt. Hai đứa này là hai đứa nào? Không Tía. Cái này là không có diễn nữa. Giỡn nhầy quá Tía. Con xin lỗi rồi, vẫn thời gian qua đi nhiều quá không có về thăm Tía. Thì giờ năng nổ về thăm Tía hơn. Dạ. Giỡn vậy là quá tồi. Giỡn được, giỡn như được rồi. Con tiết lộ kế hoạch rồi. Bay khùng quá. Tía con mình bay, bay là thằng Hạnh à, còn hai đứa này á, Tía đâu có biết. Vậy Hạnh là sao Hạnh? Ủa là sao Hạnh? Tía ơi, Tía đừng làm con sợ nha Tía. Bình thường con thấy Tía cũng khỏe mạnh lắm mà lâu lâu quên lặt vặt chút xíu thôi. Con nghĩ là tại vì Tía lớn tuổi nên mấy cái linh tinh là Tía quên. Con không nghĩ là Tía có thể quên anh với chị được luôn á Tía. Ta đâu có hai đứa này đâu mà nhớ. Không. Thôi đừng giỡn nữa, cân trái cây cho anh ta dìa. Tía, con xin lỗi Tía. Thiệt là hai anh em con có mấy năm nay không có về thăm Tía. Tại vì bận nhiều việc quá Tía. Cho nên năm nay tụi con mới bị thất nghiệp. Ý là công việc cũng ổn định, sắp xếp được rồi. Cho nên là tụi con mới về để thăm Tía. Lâu lâu về thăm Tía, Tía đừng giận tụi con mà Tía. Sắp xếp được thời gian. Nó đừng giận anh chị nữa. Không, mày biết tính Tía rồi. Tía có giận hờn ai đâu. Nên Tía đâu mắc giận hả? Mới gì giận hai người này. Họ người dân nước lã. Tía ơi, Tía đừng có nói vậy là con sợ giận dài nữa mà. Tía, không Tía mà Tía, nhớ con không? Nhớ con,
quên nè tía ơi. Đừng có quên mà tía ơi. Tía à, quên nè, chị mai mốt là tía quên luôn con tía ơi. Đừng có làm con sợ mà tía. Tía ơi tía. Ảnh. Thôi đi, tụi con đừng có ráng nữa. Ông quên thiệt rồi. Là sao cô? Cái thằng Bình với con An á, hai đứa tụi bay thiệt là vô tâm. Tụi bay có biết á, là lúc đầu khi mà ba tụi con tâm sự với cô là ông bị bệnh, là cô đã lo rồi. Mỗi ngày cô qua đây đặng mà cô ráng cô nhắc ông để ông nhớ lại. Nhưng mà cô không có nghĩ là bây giờ ông quên luôn tụi bay, là bởi vì cái sự vô tâm của tụi bay. Tụi bay không có để ý quan tâm gì đến cha tụi bay hết trơn hết trọi á. Quá là vô tâm đi, bây giờ ông quên tụi bay là đúng rồi. Tía, tía vậy là tía quên con thiệt hả tía? Tía ơi. Từ tía ơi, con là thằng Bình, con của tía nè. Tía ơi, con là con An nè tía. Hồi xưa tía bế con ở đỏ hỏn á. Tía. Con Hạnh nè tía. Tía ơi, không biết có nhiều khi cuộc sống bộn bề, con bỏ quên tía. Nhưng mà tía đừng có quên tụi con mà tía. Tía nhớ không, hồi xưa cái đầu con ghẻ không, tía hay để đầu vậy nè, cái lột ghẻ đó con á tía, tía nhớ không tía? Tía, con là Bình, con của tía nè. Tôi nói cho cô cậu nghe vậy nè, thành công đi về nhà, thất bại đi về nhà, mệt quá đi về nhà, không có chuyện gì cũng đi về nhà. Ở ngoài kia dù có phong ba bão táp, hay dù có chao đảo à, cứ về nhà, gia đình nuôi hết. Yêu Trước Ngày Cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.